Lời khai của hung thủ dùng dao đoạt mạng con dâu ở Sóc Trăng. Con trai dùng dao gây thương tích nghiêm trọng cho bố ruột vì bị la mắng. Nam thanh niên xin đi nhờ xe máy rồi ra tay sát hại chủ xe để cướp tài sản. Nữ tài xế đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn với một ô tô và ba xe máy khác. Điều tra vụ tự đốt xe ô tô sau khi va chạm giao thông tại Hà Nội. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vụ bố chồng dùng dao sát hại con dâu xảy ra ở Sóc Trăng ngày 30 tháng 7 vừa qua đang thu hút sự chú ý của dư luận. Ngày 31 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ Huỳnh Văn Lệ, sinh năm 1958, không phải Trần Văn Lệ như thông tin ban đầu, để điều tra làm rõ hành vi dùng dao tấn công khiến con dâu tử vong tại chỗ. Tại cơ quan điều tra, hung thủ đã khai nhận nguyên nhân gây án khiến ai cũng phải rùng mình. Theo lời khai ban đầu, vào khoảng 17:30 ngày 30 tháng 7, sau khi nhậu xong, Huỳnh Văn Lệ nhớ lại chuyện vào khoảng 8 tháng trước đã bị hai người con ruột cùng con dâu và con rể đến chòi giữ tôm của ông Lệ tại xã Lai Hòa đánh ghen, bởi ông Lệ có quan hệ yêu đương và sống với một người phụ nữ khác tại chòi. Tức giận chuyện cũ nên ông Lệ lấy cây dao, loại dao dùng để phát cỏ, đi từ chòi tôm về nhà của mình tìm con ruột là Huỳnh Văn Ánh, sinh năm 1979, và con dâu là Võ Thị Hai, sinh năm 1978 để trút giận. Khi vào nhà, phát hiện Võ Thị Hai từ bên ngoài đi vào nhà, ông Lệ cầm dao lao đến tấn công chị Hai, khiến chị tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó thì bị công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, cũng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, một nam thanh niên ở Thanh Hóa đã dùng dao đả thương bố ruột của mình khiến ông phải nhập viện trong cơn nguy kịch. Ngày 31 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Đăng Lợi, sinh năm 2002, trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, về tội giết người với các hành vi trên. Theo thông tin điều tra, nạn nhân là ông NDL, sinh năm 1972. Ông L đã ly hôn vợ và sống cùng con trai là Nguyễn Đăng Lợi, sinh năm 2002, ở thôn Châu Tử, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Sự việc xảy ra vào khoảng 18:30 ngày 29 tháng 6, khi ông L nấu cơm xong vào nhà gọi Lợi dậy ăn cơm, thì Lợi nói không ăn cơm mà chỉ thích uống nước ngọt. Ông L tiếp tục yêu cầu thì Lợi có lời nói hỗn láo. Ông L bực tức dùng tay tác động vào mặt của Lợi ba cái. Bị la mắng, Lợi nảy sinh bực tức và đi xuống bếp lấy một con dao bầu rồi bất ngờ lao đến và ra tay tàn nhẫn với bố ruột của mình. Khi ông L hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài ngõ về phía dốc đê thôn Châu Tử, cách đó khoảng 400 mét thì bị Lợi cầm dao đuổi theo rồi tiếp tục tấn công khiến ông nằm gục xuống tại chỗ. Lúc này, hàng xóm xung quanh phát hiện, chạy lại can ngăn và dùng gậy gõ vào tay Lợi, làm dao rơi ra khỏi tay rồi bỏ đi khỏi hiện trường. Thời điểm đó, ông L được người dân đưa đi bệnh viện hợp lực để cấp cứu, điều trị. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Nguyễn Đăng Lợi đến công an xã Triệu Lộc đầu thú. Hiện, vụ án đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra theo thẩm quyền. Nam thanh niên xin đi nhờ xe máy rồi ra tay sát hại chủ xe để cướp tài sản. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Sáng 31 tháng 7, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự đang tạm giữ Bùi Tuấn Anh, sinh năm 2001, trú tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, để điều tra hành vi sát hại người khác rồi cướp tài sản. Được biết, nạn nhân là một nam thanh niên tốt bụng đã cho Tuấn Anh đi nhờ xe. Tối ngày 30 tháng 7 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an thị xã Việt Yên về việc khoảng 20 giờ cùng ngày, quần chúng nhân dân phát hiện một nam thanh niên không rõ danh tính tử vong trên bãi cỏ cạnh đường thuộc tổ dân phố Vân Cốc 2, phường Vân Trung, thị xã Việt Yên. Trên cơ thể có nhiều vết thương tích.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì, phối hợp Công an thị xã Việt Yên và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh. Quá trình điều tra, xác định nạn nhân là anh Hoàng Quốc Hát, sinh năm 2004, tạm trú tại thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Anh Hát là công nhân lao động tại khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Việt Yên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 5 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 2024, cơ quan đã điều tra làm rõ, bắt giữ thành công đối tượng gây án là Bùi Tuấn Anh, sinh năm 2001. Kết quả điều tra ban đầu xác định, do cần tiền để tiêu xài cá nhân, Bùi Tuấn Anh đã nảy sinh ý định cướp tài sản rồi chuẩn bị một con dao để gây án. Chiều tối ngày 30 tháng 7 năm 2024, tại đoạn đường thuộc tổ dân phố Vân Cốc 2, phường Vân Dung, thị xã Việt Yên, đối tượng Bùi Tuấn Anh gặp anh Hát và xin đi nhờ xe rồi dùng dao khống chế, sát hại nạn nhân và cướp xe máy, rời khỏi hiện trường. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Tuấn Anh về hành vi sát hại người khác, cướp tài sản và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Nữ tài xế đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn với một ô tô và ba xe máy khác. Chiều ngày 30 tháng 7, trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai xe ô tô cùng với ba xe máy khiến giao thông ùn tắc, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Ngay sau đó, đội cảnh sát giao thông đã có mặt để xử lý hiện trường. Theo nguyên nhân ban đầu, một nữ tài xế lái xe ô tô đã đạp nhầm chân ga khi lùi xe, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên. Cụ thể, khoảng 17 giờ 20 cùng ngày, nữ tài xế điều khiển ô tô đã va chạm với một ô tô và ba xe máy khác trước cửa số nhà 24 đường Hoàng Quốc Việt. Cảnh sát cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, nữ tài xế điều khiển ô tô đang có ý định lùi xe nhưng đạp nhầm chân ga khiến ô tô tiến lên phía trước và lao ra đường. Hiện trường cho thấy, xe ô tô màu đỏ đã chèn hoàn toàn lên phần đầu của hai chiếc xe máy. Phần đầu của ô tô màu đỏ đối đầu với chiếc xe ô tô màu đen. Hậu quả ban đầu xác định, hai ô tô và ba xe máy trong vụ tai nạn bị hư hỏng, không có thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát liên quan đã đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, cùng với đó là phân luồng không để xảy ra ùn tắc giao thông. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 thông tin, bước đầu kiểm tra các lái xe liên quan đến vụ tai nạn thì không phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở. Thưa quý vị, mới đây, lực lượng công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã kịp thời phối hợp ngăn chặn một người đàn ông lái xe ô tô đã có hành vi tiêu cực sau khi xảy ra va chạm với người đi xe máy trên đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Theo thông tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 30 tháng 7, trên tuyến đường liên xã thuộc huyện Thanh Trì đi qua xã Ngọc Hồi, xảy ra một vụ cháy xe ô tô. Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết sự cố, đưa lái xe đi cấp cứu kịp thời. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào thời điểm trên, lái xe là anh VVH, sinh năm 1979, trú huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, điều khiển xe ô tô màu đỏ đang lưu thông trên tuyến đường nói trên, thì xảy ra va chạm với một xe máy đi cùng chiều. Sau vụ va chạm, người lái xe máy đã bị gãy chân, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, tài xế ô tô không xuống giải quyết mà không rõ vì lý do gì đã làm mình bị thương rồi châm lửa tự đốt xe ô tô của mình. Thấy hành vi bất thường, công an xã Ngọc Hồi đã nhanh chóng khống chế anh Hát và tiến hành dập tắt đám cháy. Vụ việc không gây nguy hiểm đến tính mạng người dân. Công an xã Ngọc Hồi cho biết, đơn vị đang phối hợp kết nối thông tin với thân nhân của người đàn ông này cũng như chờ kết quả xét nghiệm từ bệnh viện để làm rõ nguyên nhân sự việc. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại A Ngòi, Cầu Trại, nằm giáp ranh giữa quận Nam Từ Liêm và Hà Đông. Nơi đây tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt của người dân từ nhiều năm qua. Rác để rác từ đây ra hết hồ. Để có rác nó thối hay sao thì mưa nó trôi xuống hồ, nó không làm ảnh hưởng đến đường đi của mọi người. Thế này nó tự nó cứ thối, nó không đầy. Bên kia tôi nuôi gà, xong rồi đấy, xong bây giờ bên đấy người ta phản ánh, xong rồi bây giờ phải xây cái bờ rào kín như bờ rào bên này. Thế là cái người nuôi gà trước thì là nó chỉ được thực hiện xuống hồ thôi, không được làm ảnh hưởng đường đi của mọi người. Rồi cái người nuôi chó thế, xong rồi là chó nó cứ ra lô. Rác thải thì để
mọi thứ thì vứt đầy. Nhà chị này ngày xưa rác nhiều lắm, chị cũng phải mang ra rào lại, xong rồi ấy cái này cao lên để cho mọi người không vứt rác trước mặt nhà mình. Không dần dần ấy, người ta vứt rác nhiều quá trở thành trước mặt mình là thành một bãi rác ấy. Đấy, nên là cũng mong là những người dân xung quanh đây sống cũng muốn sớm để kè cái hồ này để cho nó có sự sạch sẽ. Ông Đặng Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, trước đây ao ngòi thuộc phần đất nông nghiệp nhưng do quá trình đô thị hóa nên người dân ngừng sản xuất nông nghiệp và vứt rác thải sinh hoạt nơi đây trong thời gian dài. Ủy ban phường cũng đã tuyên truyền vận động đối với cả người dân trên địa bàn về cái việc không vứt rác thải, phế thải xuống khu vực ao ngòi, có biển cấm và có hàng rào. Tuy nhiên là ý thức của một số người dân thì cũng chưa cao, chính vì vậy mà cũng có những cái trường hợp xả thải xuống cái khu vực ao ngòi này. Trong cái thời gian dài thì nó tạo thành một cái điểm cũng gây ô nhiễm môi trường. Và Ủy ban phường đã xây dựng kế hoạch sẽ triển khai cái việc xử lý về ô nhiễm môi trường dự kiến vào ngày 8 tháng 8 cho đến khi mà thực hiện xong, giải quyết xong về cái tình trạng ô nhiễm môi trường tại cái khu vực ao ngòi này. Ông Hùng cho biết thêm, phường cùng các bộ phận chuyên môn sẽ tích cực tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác thải bừa bãi, mà thay vào đó là phân loại rác để đúng nơi quy định để giữ gìn cảnh quan đô thị. Đây là tuyến lộ tẻ rạch sỏi, đoạn từ thành phố Cần Thơ đi tỉnh Kiên Giang. Nơi đây xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên trên toàn tuyến lộ tẻ rạch sỏi, hàng loạt điểm xuất hiện tình trạng mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp, bong tróc, lún sâu, nhiều vũng nước như bẫy các phương tiện qua lại. Mặc dù một số điểm đã được đơn vị thi công dặm vá, sửa chữa mặt đường, nhưng cát đá vẫn vương vãi, việc di chuyển của người dân vẫn chưa được đảm bảo. Các tài xế cũng như hành khách khi ngồi trên những phương tiện ô tô phải trải qua nhiều đoạn sóc, lắc rất mạnh, gây khó chịu. Thậm chí người dân cho rằng đây là tuyến đường xấu nhất tại miền Tây. Những cái ổ gà nó quá sốc là đi ngồi phải đai cho nó vững cái xương sống mình lại. Cái đường bên đây nó cũng sốc, đường bên kia nó cũng sốc. Thấy xấu nhất của tuyến đường miền Tây á, đi đường sốc quá. Chạy nó nhảy dữ quá, xấu quá. Mưa ngập á, khu vực trên đó mưa nó ngập á. Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án, đến nay nhà thầu vừa thi công nâng cấp mặt đường, vừa sửa chữa đảm bảo giao thông toàn tuyến. Mặc dù những ngày vừa qua thời tiết mưa nhiều, không thuận lợi, tuy nhiên, nhà thầu đã chủ động triển khai thi công, khắc phục các hư hỏng cục bộ mặt đường, đặc biệt là trên mặt đường cũ trong mùa mưa. Dự án đầu tư nâng cấp mặt đường tuyến lộ tẻ rạch sỏi trên địa phận thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang có chiều dài khoảng 51,5 km, với tổng mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng. Đoạn đường khoảng hơn 100 mét nối từ tỉnh lộ 35 đến quốc lộ 2 đi qua trước cổng trường Trung học phổ thông Minh Phú bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân địa phương. Đặc biệt là việc đến trường của trên 1.400 thầy trò trường Trung học phổ thông Minh Phú. Mọi người đều biết ở chỗ này là cửa trường của trường cấp 3. Rất nhiều học sinh và rất nhiều xe trọng tải nặng đi qua đây mà không thấy coi như là được sửa chữa. Đoạn đường thì hiện tại đang rơi vào cái giai đoạn xuống cấp rất là nghiêm trọng. Đặc biệt là đến những cái khoảng ngày thời gian mà mưa gió thì những cái vũng sâu ấy là được nó bị ngập nước, cho nên là các con nó không đi trên đường sẽ không biết được cái mức độ nông sâu và rất nguy hiểm cho các bạn lưu thông ở trên đường. Trả lời báo Lao động, ông Nguyễn Huy Du, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú cho biết, trước việc xuống cấp của đoạn đường này, xã Minh Phú đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn để trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng, nhất là Sở Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ sớm sửa chữa tuyến đường này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị vào chương trình tiếp theo.